Trận đấu bắt đầu. Càng. Ồ, nó nên là đường chuyền. Phán đoán chính xác. Courtois đã ôm gọn bóng trong tay. Anh ta đã xoạc xuống bóng, nhưng bóng đi hết đường biên dọc. Neymar, Cesc Fabregas. Và đây là cú sút. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Lionel Messi. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Và chạy bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Ronaldo. Alessandro Del Piero. Messi. Chuyền bóng lại. Ronaldo. Cơ hội. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Và đây là cú sút. Tại sao lại phung phí một cơ hội như vậy? Đúng là như thế, một cơ hội quá tốt để cân bằng tỷ số của trận đấu. Quá đáng tiếc. Varane. Neymar. Ronaldo. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Thật gọn gàng. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Kai Havertz. Đó là một mất bóng. Đó là pha cản bóng thần sầu. Messi. Alessandro Del Piero. Neymar. Tình huống tấn công rất hay. Kai Havertz. Không thể tin được là không ăn thắng gỡ hòa trong tiếng vừa rồi. Vâng, rất đáng tiếc, một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Có ngăn chặn đối thủ ngay khi giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Can. Phối hợp tốt. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Rất cố gắng nhưng chỉ chạm xa. Neymar. Có thể sẽ có thẻ vàng. Messi đã quá thiếu chính xác. Julian Mugalinger.
Hiệp 1 của trận đấu. Hiệp 2 bắt đầu. Các bóng vào đi. Sút. Chết cột rồi. Julian Bungalinger. Kai Havertz. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Mất bóng rồi. Ronaldo. Và bây giờ là một quả ném biên. Julian Bungalinger. Kai Havertz. Mất bóng trong vòng cấm. Varane. Messi. Tình huống lấy bóng của Marquinhos. Can. Sóng gió đã nổi lên. Alessandro Del Piero. Can. Đội bóng này có thể kiểm soát bóng và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm rồi tung ra những cú sút, nhưng họ vẫn đang gặp vấn đề ở những tình huống dứt điểm. Anh có thể dễ dàng nhận ra trong cả ba tuyến thì tuyến tiền đạo đang thi đấu không tốt so với hai tuyến còn lại. Sergio Ramos. Messi. Và việt vị, trận đấu dừng lại sau khi trọng tài thổi còi và phất cờ. Varane. Ronaldo. Kai Havertz. Tăng tốc. Sút. Tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Pha cứu hòa cực kỳ ấn tượng. Một pha cứu lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Và anh ấy đã được đền đáp bằng một bàn thắng tuyệt đẹp. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Varane. Messi. Alessandro Del Piero. Cesc Fabregas. Neymar. Alessandro Del Piero. Can. Julian Bungalinger. Sút. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Họ đã có bàn thắng chứng minh cho sút ghi bàn của họ rất tốt trong trận này.